Ôi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá nhỏ của mình. Thì sáng giờ mình sành soạn, mình soạn cá để mà mình thứ sáu này mình giao rồi sẵn, mình hút cạn luôn ha. Mỗi lần mình soạn cá là mỗi lần mình cũng phải xử lý lại cái hồ cá đó luôn nha mọi người, chứ để mà cặn nó quấy lên dữ quá rồi cá nó cũng dễ bị bệnh, cho nên mình phải hút cạn mình xử lý luôn đó. Mọi người thấy cực hay không? Thì bây giờ thì cũng chuẩn bị tới giờ ăn của tụi nó rồi, mình đang chuẩn bị cho tụi nó ăn. Thì trước khi cho tụi nó ăn á ha, thì mình dẫn các bạn đi một vòng để mà mình show cho các bạn xem những cái con cá mà mình soạn ra, mình sắp gửi đi cho một người bạn tên Lê Lê Đoàn gì đó ha. Mới vừa đặt cá của mình lúc nãy thôi, thì bây giờ thì mình rảnh nè, là cá mình đã soạn ra sẵn hết ráo rồi nè, 5 cặp rồng đỏ Genji bông nha mọi người. Cái hồ mình cũng đã chuẩn bị luôn rồi nè, xong hết ráo rồi. Bây giờ mình show cho mọi người xong thì mình sẽ thả vô đây, rồi mình sẽ chờ một chút xíu mình đi ăn, cho ăn hết rồi mình sẽ cho tụi nó ăn sau nha. Bây giờ thì mình sẽ show sơ cho các bạn xem, đưa lên cái nền này cho các bạn thấy cho rõ nè. Đó, cầm mỗi tay muốn chết luôn chứ không phải thường đâu nha, mỏi dữ lắm luôn đó. Các bạn thấy có vài con trống cái đuôi hết hồn chưa, đuôi rất là rũ rượi. Các bạn thấy đuôi rất là to. À, cá rất là khỏe nha, đuôi rất là to, cá mái kìa, vây lưng kìa, bạn thấy có mấy con cái bộ vây lưng hết hồn không ha. Thường thường á thì cá các bạn chọn á thì nó sẽ thường thường nó sẽ mất cái này và nó được cái kia, chứ nó không có toàn diện được hết. Thành ra nếu mà có con vây lưng bự thì nó bù lại cái form hình nó, hoặc là cái vây của nó hơi ngắn chút xíu đó. Cho cá kiếm thập toàn thập mỹ khó lắm nha mọi người, cầm mỏi tay quá đây nè mọi người ơi. Thôi để mình show các bạn xem sơ vậy thôi chứ mỏi dữ lắm rồi. Bây giờ thì mình sẽ thả nó vô hồ nha. Thường thường thì cá mình soạn ra sẵn ha, của người nào thì mình sẽ gửi video cho người đó coi, sau đó mình sẽ nhốt riêng và mình gửi ngay cái khi mà mình gửi cá đó, thì mình sẽ gửi những cái con cá này luôn, những con cá mà mình gửi video á. Đúng là cá giống với hình giống với video nha mọi người, chứ không phải mà thường thường không phải có cái vụ mà video này cá khác được đâu nha. Đó, nhốt riêng cho bạn đó. Thả chưa, cá rất là khỏe nha, rất là khỏe luôn. Rồi đây, rớt cái hũ mọi người ơi, rớt cái hũ. Rồi bây giờ thì mời mọi người đồng hành cùng với mình là đi cho cá ăn nha. Mình sẽ cho những cái bầy cá này ăn trước nè. Bầy này là bầy ấy nè, gì ta, tự nhiên quên cái tên, mấy bữa nay thiếu tập trung quá. HP Red, nhớ rồi, HP Red nha mọi người. Cảm thấy mà các bạn thấy cho vô cái nó chìm phải không? Bởi vậy phải phải soạn mấy cái máng bỏ chỗ vô, chứ để mấy con cá nó ăn cặn nó bị tốt bụng nữa. Đó, cảm thấy 5/8 nè. Cho vô chìm nghiễm. Xong chưa? HP Red bầy tơ nè, bầy số 1. Dưới này là HP Red bầy số 2. Đó, HP Red bầy số 2 màu lớn khiếp. Bầy này mình phải công nhận là nó màu lớn nó dưới kẹp bầy số 1 rồi. Bầy này nó màu lớn mọi người, nó dưới kẹp bầy số 1 rồi. Rồi xuống tới HP Red chúa hàng giống nè, hàng giống mình kiểu HP Red chúa nha. Tính ra thì nó đẻ luôn nè mọi người, mới vừa đẻ có mấy ngày nay nó đẻ nữa, đẻ hôm qua đẻ mà không kịp trở tay luôn á, đẻ liên xi luôn. Giống có cá con trong này luôn nè mọi người, thấy không, số lượng ít hà, vài con hà, lâu cái nó xì ra vài con vậy đó.
ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua cho những cái bầy cá mà có thể nói là cưng 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 của mình. Mấy bữa nay mình đang gặp vấn đề của bầy Corret nè mọi người. Thật sự mình đang gặp vấn đề của bầy này. Nó không hiểu lý do vì sao mà cái con cá mái á, nó vẫn ăn bình thường nhưng mà nó bị cái tình trạng á, là nó như vậy nè. Mình bắt mình bỏ xuống nè, cái đuôi nó ốm á, có con có bầu có con mà ấy thì thấy cái đuôi nó ốm quá, nó thấy nó sao sao á, thấy nó yếu cá vậy lắm đó. Đó, ba con trong này là mình mới vừa dạt xuống nè, cố gắng là coi coi nó bị cái gì mà không biết là nó đang bị cái gì. Mọi người thấy không, nhìn cá nó không được sung, không phải như mấy con ở trên này. Mấy con trên này là nó khác ha. Hôm nay mình đang gặp vấn đề của bầy này, đang nhức đầu, rất là nhức đầu ha. Tại vì nó là bầy cá giống cốt của mình, bầy mà mình tuyển ra mình làm giống, là bây giờ là hàng đó mình hết rồi, chỉ có mấy con đó nữa thôi đó, là hàng đó mình đã hết rồi. Hàng Corret, Corgen nữa là mình hết rồi, mình chỉ còn mấy con đó là Corret thôi để làm giống thôi. Đang cũng nhức não với tụi nó ha. Đây là dạng mái rồng sọt của mình. Các bạn có thấy nó sọt không? Mái rồng sọt, trong đây mình có thả một con trống vip nè. Hai con trống vip. Tại sao mình nói là hai trống vip? Tại vì hai con trống này là đuôi ra hấp môn. Đuôi hấp môn, hai trống vip để làm giống đó. Qua thăm tới bầy bên đây nè mọi người ơi. Bầy bên đây mình lên đây lên cái hồ Sima, lên cái hồ kính nó nay cũng 2-3 ngày rồi. Đó. Rất lâu rồi, 2-3 ngày rồi, nay mình sẵn mình cập nhật cho các bạn xem luôn, xem tụi nó như thế nào trong cái hồ kính này. Đó, mình thấy cũng khá là ok. Mình đang cho cá ăn cám NV 5/8 nha mọi người. Dạo này không có thời gian để mà làm đồ ăn cho tụi nó, mà cái cám Tomboy á mọi người. Cám Tomboy nó lại làm cho con cá nó bị tốt bụng quá. Mặc dù có đầy đủ, làm đầy đủ các biện pháp luôn, chọn mang tiêu hóa rồi các kiểu luôn. Con cá giống đâu rồi, cá mái già kìa. Bên kia đây nè. Hơi nhát đó. Hơi nhát, tại vì mình bắt bảy con rồi đó, nó bị quản. Cám Tomboy nó làm cho cái đàn cá của mình nó dễ bị tốt bụng quá, thành ra thôi mình ngưng cám Tomboy, mình không có cho ăn cám Tomboy nữa. Nhịn chút tiền cưng mấy con cá này chút, cho tụi nó ăn cám NV luôn ha. Vô đây thì mua cũng hơn trăm mấy chục ngàn, trăm mấy chục ngàn tiền cám, không biết ăn được bao lâu đây. Không lại cũng hao cho tụi này cũng hơi nhiều ha. Đây, sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu cái hàng này là hàng để mình show cho mọi người xem. Hôm qua mình ngồi mình đang cho tụi nó ăn á, cái mình thấy ngon quá, có mấy con nhìn đã quá, nhỏ nhỏ xíu mà nó ra form hình, ra màu là ngon lành lắm rồi. Nó thôi sẵn mình tiễn ra luôn, mình tiễn ra mình nhốt riêng để mình ngắm luôn nha mọi người. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.